Chơi chung với em cho vui. Ủa chơi thì đi, anh với em ra ngoài ngõ ba kìa, có đèn đường, có một người cùi ghế đá ngoài đấy thì đang đấy ngồi. Thôi ngồi đây mới vui chứ, lâu lâu em bị khùng mà, ngồi đây cho đã. Chó sủa gần đầy nên ngồi cho nhức đầu. Ủa chó sủa vậy mới vui á. Cầm thạn nói gì? Định làm cái hạt cho hai bà tía. Cho nên việc không chào mà, không chào cả nhà đi. Chào giờ anh chào đi. Em chào chưa? Em chào rồi. Ủa được rồi hả? Thôi về vậy em với anh chào lần luôn. Dạ, chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Thì bây giờ làm sao? Thì con hôm nay con với anh Thở sẽ lập kế hoạch cho anh hai bà kia nha. Bây giờ mình nghĩ đi, ngồi nghĩ đi, nghĩ xem nào. Em có kế hoạch đó rồi. Cái gì? Giờ nè, tí anh vô anh cầm cái cây, anh bẻ cái cây á. Xong anh giả bộ anh dí em nha. Giờ kêu là lúc đó dí cho người ta chửi anh hả? Không không, em mãi. Rồi lúc đó anh vô đúng không? Anh dí em, anh kêu là em lấy tiền của anh. Giả bộ lấy tiền của anh. Đấy thì rồi trả lại thôi, cái gì đâu mà không phải, anh giả bộ mình giữ lên anh rồi đập em luôn. Xong tới khúc cuối đó, em với anh lực động lại cho hai bát hồn chơi. Tức là giả bộ đập em không? Đúng rồi. Cái này anh làm được. Anh hay đền lấy cái cây đập đít bò đấy. Giờ em với anh làm cái quật đét đét gì lúc đấy. Em có đưa đít anh quật không? Đưa đít em quật, anh quật làm em quật lại luôn á. Làm sao mà quật lại, em bảo anh lấy cây anh đã quật mà. Giả bộ thôi, anh làm lên cây anh thôi. Được, giả bộ anh làm được. Giờ anh chuẩn bị cây đi, chuẩn bị dí vô. Rồi để cái... anh hai bả. Sao người nãy không bảo anh lấy cái cây nhà cho nó to. Cái nhỏ nhỏ rồi anh cũng bỏ. Ủa em làm gì kỳ vậy Tài? Ủa bộ em thiếu thốn lắm hay gì mà sao em lấy tiền của ông Thể vậy? Thôi lấy tiền vô. Có đâu, cứ anh chịu anh Thể kêu em đi. Em nhăn bò giùm em lấy cái này. Em dở cái nón em ra em nhìn bò á, rồi em thấy tờ 50 dưới đất, em tưởng là em lượm được. Lượm được cái em nằm đấy này, em không biết tiền của ai đâu mà em phải lượm được. Bây giờ anh nói thật, bây giờ em sang đây, anh cho ra lẽ chuyện này. Ông vô duyên quá, ông lớn, ông quýnh nó đáng mặt. Đúng rồi, tự nhiên anh làm gì anh quýnh, có 50 ngàn mà sao quýnh. Kêu Tài trả tiền lại cho ông Thở. Nhưng mà căn bản là nó cũng không có biết là 50 ngàn đó của ai. Thí dụ như em đi ngoài đường em lượm được 50 ngàn em cũng ăn vậy. Bây giờ không có binh nói để anh nói. Bây giờ là nó là con nhỏ, bây giờ nó thấy cái tờ 50 ngàn đó, thấy anh ngồi đó, ít nhất thì nó hỏi có phải là của anh hay không. Đúng rồi. Nhưng mà đây nó không hỏi, nó đem đi nó mua bánh. Bây giờ anh mới bảo chứ là anh phải nói cho nó biết rồi nó sai để anh mai mốt nó lớn
nó không làm như vậy nữa. Ông Thể nói đúng rồi đó, cái đó là chị thấy không đúng rồi đó nha Tài. Đúng đúng. Thôi, ông Thể nói đúng rồi đó, sao tiền của ổng mà sao em lấy em không ông trả lại cho ổng. Mày đó, sao tiền của người ta lấy không trả lại mà mày còn lấy đem bánh. Không phải, phải là lúc đó em dỡ cái nón ra là em thấy cái tiền nằm bên này mà, cái cái nón nằm bên này mà em có lấy đâu. Thì em thấy thì em nhặt thôi. Tất cả đều đúng. Chứ có phải hãy lấy từ trong nón ra đâu. Là mày không biết tiền của ai đúng không? Đúng rồi. Còn không biết tiền của anh. Thì phải rồi, anh thấy là anh Thể thấy nó lụm cái anh Thể để đồng tham hết tiền của anh Thể sao? Lỡ nó vô tiền nó sao chắc chắn là tiền của anh Thể được. Ủa? Đúng rồi. Sao trời chắc nó là tiền của ông, có làm dấu gì không? Ừ. Trời, Thể đang ngồi kế bên đấy thì tiền rất ở đấy là tiền của Thể chứ. Oh. Bắt đầu. Ủa? Sao ông có lý mắc cười không? Nhưng mà chắc ăn nó phải của ông không mà ông nói rất đó là của ông vậy, đâu ra vậy? Thì chắc thì nó có nhận của tiền của Thể thì Thể kiếm từ chiều đến giờ nó mới trốn Thể, thì giờ Thể mới kiếm ra nó bỏ chạy đó. Thế nó từ hồi chiều kiếm tới hồi chiều đến giờ luôn á. Thì đúng rồi, anh cầm cây đó với em quýnh từ chiều đến giờ mấy lần nữa. Xạo chó, xạo chó. Ai kêu em anh lấy tiền của anh chứ. Giờ bây giờ anh đang đi. Ê, ông vô duyên nhà của ông đường sao cũng lớn ông hết chuyện. Ông sao mà ông quýnh ở cỡ đó dữ vậy? Đâu? Nè, quýnh ở đâu? Bấm mới luôn mà. Tao còn đánh nữa, không phải đùa đâu. Ủa, bắt chuyện quýnh nó. Hết chuyện đó, ông nghĩ sao ông lớn ông đi quýnh nó vậy? Đúng rồi, tự nhiên quýnh cái gì thấu chứ anh quýnh nó. Đúng rồi. Nó cũng không phải chẳng vừa đâu. Thể vụt trượt nó cái rồi. Nó cũng đá cái Thể chính là háng này luôn. Mày nói làm sao? Nó cũng đá cái Thể chính là háng này luôn. Chắn nọt từ nước ngoài luôn á. Ông đừng có xạo cổ xích nó rồi sao mà nó đá ông cỡ đó. Trời ơi, cái miệng giật giật cái gì? Cái gì? Trời đất. Đó. Làm gì vậy? Thái độ vậy? Không có hại mặt tao. Tao bị quấn nó cỡ nào? Thể nhớ ra thì tức quá. Thôi vậy cầm tay cầm đồ chưa quýt. Chơi ngon luôn á. Nãy giờ chiều em anh nhận anh rồi nha, giờ anh chơi không? Chơi sao sao gì đi. Anh chơi không? Thái hổn nha. Hổn giờ á. Hôn cái gì? Mày bút. Thôi. Thì xe ra. Thì cháy ra Thể. Cái gì vậy trời? Thì cái xe này. Sao tên này? Chỉ ngồi xuống đây để em với ổng giải quyết nè. Anh ra đây gửi lại em ơi. Anh mà sợ mày hả? Mày chỉ mày chỉ lại ổng à? Thì chết luôn đi. Mày chỉ anh chỉ phải mày một phát mà mày gục. Quái trời quái đất cái thằng này là gì? Bây giờ anh chỉ phải mày một phát mày gục thôi, mày tin không? Không. Mày đã gì? Ê chết. Chết à? Bắn anh nè. Anh thua cái gì đâu? Hai người này giỡn mặt với tôi đúng không? Ai? Giỡn giỡn gì đâu? Thì chơi ai ra cho? Được ăn thua chịu thôi, Thể thua Thể chịu. Thì tại anh thua anh chịu. Gì vậy? Là sao? Thôi thì anh thua anh chịu có gì đâu. Đó. Hả? Đi về. Ủa? Ê! Hai người ơi, cái tôi đúng không? Dân đó đi đâu? Hai người này đi vô đây kiếm chuyện với hai chị em mình chắc luôn. Được. Nói rõ ràng mới đi đây nha. Được anh thua chịu thôi, Thể thua thì. Là sao? Thì Thể thua thì Thể chịu. Thua dẻo vậy? Thì tiền. Nè. Ủa là sao? Tâm trường. Ủa chứ sao kêu nó ăn cắp tiền vậy mà quýnh nó? Trời ơi trời. Hồi chiều nó chưa phân biệt thắng thua mà nó cầm 50 cũng bỏ chạy. Rồi Thể rượt nó đi. Thể rượt nó mà nó cứ tránh né không à. Bây giờ rượt mới tìm được nó đuổi theo để nó chơi nốt để biết được thắng thua. Nó hồi chiều nó chưa phân biệt thắng thua thì nó cầm 50 ngàn bỏ chạy. Ủa anh xạo nha, chiều em thắng rõ ràng lấy 50 rồi. Thắng hồi nào mà thắng? Ủa em muốn xì thắng anh rồi à. Anh thắng anh thắng đâu. Bây giờ hai người thắng với tôi làm hồi nãy giờ. Thắng, thắng hồi nào mà thắng? Ê cái chiều em thắng à. Cãi đi cho giờ. Thắng nãy luôn á, giờ anh cầm cây anh gượt em anh đòi chơi lại mà. Giờ tới hai người nè, đâu vô đây phá vô đây. Hai người cố tình vô đây chơi hai chị em. Làm tại sao tao đứng tìm đúng không? Mày quá trời quá đất mày rồi. Em có biết gì đó. Không, em có tiền thằng nào rồi. Quá trời quá đất nha Tài. Mày mốt không có. Mà không trời cứ đó nha. Gì? Phá thể rồi. Mày trời trọng vô đây đúng không? Mày cái mặt mày chứ mai á. Mày lì tàn cái nhớ lại nha. Mày tới mày phá. Quý gì đó. Tao báo rồi mày. Mày báo nữa. À ông chạy đi. Ông chạy cho được nha. Té xuống màu gắn chịu nha. Dưới giống như tôi. Đó đây nó thua là 250 từ chiều đó. Đó mày chọn chọn cái mỏ mày vô đi. Mày vô đây mày phá đi thứ mày á. Thiệt chứ làm hồi nãy giờ tao hết hồn tưởng hơn hai người quýnh lộn thiệt. Có nghĩ sao xếp ổng nó quýnh thằng Tài. Tao nãy tao nghĩ không ra luôn á. Ông quýnh nó hay là Tài canh nó lạnh liền. Làm gì hai chị em không chứ ơi. Lý sao vậy đi vậy. Bây giờ ê, vô đây cái kiểu đó là hả? Lúc nào thì cũng cầm cái bài quăng dép đó. Tôi cho ông ăn dép, ăn dép cũng không có quăng dép nữa, ông tin không? Nghĩ sao vậy hả? Tôi thấy anh má cái. Bây giờ, sao? Vô duyên à?
Ủa có hai anh em chơi với nhau mà cũng cự lộn. Ai về là cuối cùng là chồng mình đúng không? Vô chồng mình cái gì nữa, tưởng quý thân tài thiệt chứ. Cái này chắc ăn là ông thể bài đầu rồi chứ không ai chứ. Mình nói ông thể nữa chứ. Ủa cái nhỏ tại quỷ tài nhậu bị nhỏ đó, nói lì lắm. Đúng rồi. Nói nó giận chắc ông chứ không thông. Ông nghĩ sao ông thể nghĩ ra mới đấu. Mới trò đó rồi trò ranh mai của nó á. Chuyện chứ chơi chào mình thấy chưa? Tao tưởng đâu là hai người đó sừng cồ nhau thiệt mà cái sức của ông thể làm sao mà quýnh thằng nhỏ chắc lên bờ xuống ruộng. Đúng rồi. Ai gặp như cái chân nó chảy máu khúc này nè em tụi mày quýnh thiệt không á? Chơi chơi kỳ cục làm nãy giờ tim muốn gớt trên đất luôn. Đang ngồi chơi em luôn. Tưởng nó bị quýnh thiệt chứ